Tin giáo hội tại Myanmar Giáo hội Myanmar kỷ niệm 150 năm các thừa sai hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại đến rao giảng tin mừng. Từ ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 4 vừa qua, các cộng đoàn ở miền Pago của Taungu, Myanmar đã kỷ niệm trọng thể 150 năm những thừa sai đầu tiên của hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại gọi tắt là BEMA, -E, đặt chân đến Đông Myanmar. 4 linh mục do cha Eugenio Pippi hướng dẫn, đã đi theo con sông Sittang, mang tin mừng đến khu vực xa xôi hẻo lánh nhất của Permania giữa các sắc dân Shan, Keran và Kayan, cùng với các giám mục đến từ các miền của Myanmar, cha bề trên tổng quyền của hội Pai, Cha Ferruccio Rambilasca cũng đến để kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Đầu tiên là nghi thức làm phép nghĩa trang công giáo, nơi chôn cất các thừa sai đầu tiên. Sau đó cùng với các giám mục, có khoảng 200 linh mục và hàng ngàn tín hữu của các giáo phận nơi các thừa sai pai phục vụ trong 150 năm đã cử hành thánh lễ. Hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 4, Thánh lễ trọng thể cao điểm việc kỷ niệm đã được cử hành. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chúc mừng Cộng đoàn qua xứ điệp gửi đến Đức cha Isaac Genu của Tangu. Đức Hồng Y nhắc lại gương anh hùng của các nhà truyền giáo đầu tiên và sự kiên vững trong đức tin của bao nhiêu người đã liên kết với các ngài trong việc trao giảng tin mừng với tình yêu. Hội Pai đã đóng góp rất lớn vào việc thành lập các cộng đoàn địa phương. Năm giáo phận được Hội Pai thành lập là Tangi, Tonggu, Kenton, Lashio và Loika. Được biết, 98,2% dân số Myanmar theo Phật giáo. Các Kitô hữu chiếm 5%, Hồi giáo là 3,5% và Ấn giáo chiếm 0,5%. Sự hiện diện của các Kitô hữu ở Myanmar luôn là một nhóm thiểu số. Dù cho những nỗ lực lớn lao và chứng tá cho đến từ đạo của các thừa sai, ngày nay các tín hữu Công giáo chỉ hơn kém 1% dân số với 675.745 tín hữu.